À, chào anh chị nhá. Em Hiệp bên công ty vệ sinh T và H Việt Nam. Anh chị nào mà có nhu cầu thì không cần phải Thanh Xuân liên hệ bên em nhá. Bên em chuyên cung cấp dây cảm ứng vệ sinh công nghiệp ở Thanh Xuân, Hà Nội. Cho nó to to ra anh ạ, chứ nhỏ quá sợ không sạch. À, quay được các cái đất ở khe rồi. Mua rồi, thử rồi mấy lần. Ok anh, tùy anh thôi. Này gân kê giờ chuẩn chuẩn nào, không phải em mất hết nước ấy. Thôi từ từ, để tí nữa. Bao giờ nó đầy nước ấy thì tắt ra đi, hiểu không? Được, trước khi tắt mày phải giữ chữ đầy nước vào không? Anh chị đã có nhu cầu mà sử dụng dịch vụ vệ sinh công nghiệp ở Thanh Xuân đến hệ bên em nhá.